chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Những ngày qua thì người dân Hà Nội đang cảm thấy vô cùng chối tỉ với cái thời tiết ở miền Bắc. Một ngày nó có đủ 4 mùa luôn, vô cùng khó chịu. Hôm nọ thì là nồm ẩm đã chán lắm rồi, đến hôm nay thì nó lại mưa lạnh. Đời thủa nhà ai mà mùa đông lại còn mưa ngập được hay không? Sáng ngày ra mở báo đọc mà không còn một tí động lực nào để đi làm nữa cả. Nhìn cái thời tiết này thì các cổ động viên yêu bóng đá chỉ muốn rằng Việt Nam nhà mình được đá trận lượt đi với Indo ở trên sân Mỹ Đình mà thôi. Cho các cầu thủ Indo họ sốc nhiệt trước khi vào sân đi, thế là ngon lắm rồi. Chứ với tình hình hiện tại thì thực sự là quá khó cho đội nhà mình. Hai trận đấu tới ở vòng loại World Cup là hai trận đấu quyết định tới số phận của ông Jose luôn rồi đấy. Thế nhưng mà đội hình hiện tại lại đang dở ông dở thằng quá. Lớp trẻ thì chưa kịp trưởng thành, đinh bắc đinh biếc thì mới đây ăn mấy cái án lùm xùm về thái độ xong. Lớp già thì bây giờ đang bị chững lại quá nhiều rồi. Nguồn lực trong tay của ông Jose thực sự bây giờ đang rất rất yếu. Đã thế thì đúng thời điểm này, các cầu thủ được coi là chủ chốt của ông lại đang gặp chấn thương nữa. Sang tận Nhật Bản để xem giò xem cẳng Công Phượng. Thế mà rồi chuẩn bị lên đường thì Công Phượng lại chấn thương. Tuấn Hải, tiền đạo ngon nhất của đội cũng đang phải ngồi ngoài luôn rồi. Tuấn Anh ở tuyến giữa cũng phải ở nhà. Hàng thủ thì còn có thủ môn Văn Lâm, rồi thì Hải Quế, rồi thì Đoàn Văn Hậu cũng đang chấn thương. Nguồn lực của đội tuyển Việt Nam trong lượt đi này nó không phải là yếu nữa mà là bố của yếu luôn rồi. Trong khi đó thì nhìn sang Indonesia, nó được đá ở trên thánh địa nhà nó, một nơi mà bất cứ đội bóng nào ở châu Á đến đá cũng phải ngán chứ đừng nói đến Việt Nam. Cổ động viên của Indonesia họ cuồng nhiệt một cách kinh khủng khiếp. Minh chứng là thảm kịch năm 2022 nó vẫn còn nguyên ở trong ký ức của người hâm mộ bóng đá. Thế nhưng cái đó nó đã là gì đâu. Indonesia bây giờ nó còn được mệnh danh là Hà Lan phẩy cơ mà, khi mà nó nhập tịch ồ ạt tất cả những thằng da trắng nhưng có gốc Hà Lan về đó đá. Mà những thằng đó nó toàn là những thằng có số má ở giải hạng nhất hạng nhì của Hà Lan ấy nhá, chứ không phải là vớ vẩn đâu. Trình độ như kiểu Văn Hậu nhà mình mà sang đấy chỉ được bơm bóng xách nước cho chúng nó thôi thì anh em có thể hiểu được là chúng nó đẳng cấp như thế nào. Hai thằng Hà Lan nhập tịch mới nhất thì sẽ không được ra sân ở trong trận lượt đi này. Thế nhưng mà dự kiến thì đội hình ra sân sắp tới của Indo sẽ có tới 7 cầu thủ nhập tịch. Đây thực sự là một bài toán quá khó cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đá là môn thể thao của tập thể, thế nhưng sâu xa của tinh thần tập thể đấy nó là cái tính đối kháng ở từng vị trí. Vị trí này mình yếu nhưng có vị trí kia mình khỏe thì nó còn bù trừ cho nhau và nó tạo thành cái tính tập thể được. Chứ bây giờ đéo mẹ vị trí nào của mình cũng yếu, không sở hữu một cái điểm mạnh sở trường nào cả thì có đoàn kết đến thế đi nữa thì cũng toàn mà thôi. Chính vì thế nên người hâm mộ đang cảm thấy rất lo lắng, không biết là ông Jose sẽ dùng đấu pháp gì để tận dụng được điểm mạnh của mình và khắc chế được điểm mạnh của đối phương đây. Những người hâm mộ lạc quan nhất cũng đang chỉ mong là có thể hòa được trên sân của Indonesia thôi, thế là mừng lắm rồi. Chứ đội hình nhà mình nào là chấn thương này, xong rồi phong độ đang không cao này, xong bắt đầu lại còn phải thi đấu ở trên thánh địa của chúng nó, rồi thì đội bạn chúng nó toàn các cái thằng nhập tịch mà lại biết đá bóng nữa, ôi giời muôn vàn các khó khăn. Hy vọng duy nhất của mình trong trận đấu này đó là mong rằng nhân sự chúng nó sẽ không có tính phối hợp. Cùng với đó là mong rằng cái bọn Hà Lan, chúng nó đang sống ở một nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, đá bóng ở bên đấy nó sướng nó quen rồi, thì về cái khu vực nhiệt đới này nó nóng há mồm ra, chúng nó sẽ không thể nào chạy được và chúng nó bị đuối sức. Cùng với đó thì cái bọn Tây chúng nó rất là khinh người châu Á, thế nên chúng nó sẽ không nghe lời của ông Shin Tae-jang và nội bộ chúng nó sẽ lục đục. Thôi thì mình yếu hơn ở từng vị trí thì mình buộc phải xem xét thêm các cái yếu tố ngoại cảnh vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao Indo lại được mệnh danh là Hà Lan phẩy? Nó có đủ 11 cầu thủ Hà Lan ở trong đội hình luôn rồi đó. Năm nay nó nhập tịch toàn cái bọn từ Hà Lan về thôi. Và đặc biệt nhất là cái bọn này chúng nó cũng có màu cờ sắc áo luôn đấy nhá, khi mà ông bà chúng nó toàn là người Indo cả đấy, chứ không phải là lính đánh thuê đâu. Câu trả lời, nguyên nhân chính là bởi Indonesia là thuộc địa của Hà Lan từ những năm 1600. Chính vì thế nên Indo nó có một cái màu gì đó rất Hà Lan, y hệt như kiểu Brazil từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Thế nên bóng đá hai nước đó nó rất liên quan đến nhau. Bồ Đào Nha được gọi là Brazil của châu Âu cũng vì thế. Các cầu thủ Brazil đá bóng ở quê thì nghèo thấy mồ, chính vì thế nên có một tí tài năng thôi là lại sang Bồ Đào Nha đá thì thu nhập mới khấm khá lên được. Các cầu thủ của Brazil thích sang Bồ Đào Nha đó là bởi Brazil cũng nói tiếng Bồ Đào Nha, và Bồ Đào Nha chính là bước đệm để cho các cầu thủ Brazil biết mình là ai, ông nào đẳng cấp nhất
sẽ được chuyển tiếp sang các nước như kiểu là Anh, Ý hay Tây Ban Nha để tỏa sáng. Chính vì điều này, thế nên mấy cái đội bóng rất vớ vẩn đối với thế giới như kiểu là Porto thôi, thế nhưng mà đùng một cái nó vẫn có thể vô địch châu Âu, thậm chí là ở cúp C1 vừa rồi, tí nữa nó còn loại luôn cả Arsenal đấy chứ có đùa đâu. Xét về lý thuyết thì Arsenal đang làm mưa làm gió ở nước Anh như thế thì phải nuốt Porto cái một chứ. Thế nhưng mà không thể nào đùa được với các đội bóng ở Bồ Đào Nha. Quay trở lại với câu chuyện tại sao bóng đá Indonesia lại nhập tịch nhiều cầu thủ ở Hà Lan đến như vậy, thì gốc gác của câu chuyện này nó xuất phát từ hai chữ tín dụng. Hà Lan nó nhận thấy rằng Colombo là người đã lang thang trên tàu đến được châu Mỹ, mang lại rất nhiều lợi nhuận cho Tây Ban Nha, giúp cho Tây Ban Nha đã trở thành một cường quốc ở thế kỷ 15-16. Cái đó thì ai cũng biết. Thế nhưng sâu xa của câu chuyện này là ở chỗ Colombo nó là một thằng ở người Ý chứ không phải là thằng người Tây Ban Nha. Colombo là người có ý tưởng và lên Sắc Tanh gọi vốn. Lúc đầu nó đã đến đề xuất với vua của Bồ Đào Nha để xin tài trợ cho nó một đội tàu để nó đi tìm con đường thương mại mới. Thế nhưng mà vua của Bồ Đào Nha đã không đồng ý, do là làm như thế thì lại phải mất tiền đóng tàu này, rồi mất tiền để mua lương thực các thứ cho đội thủy thủ, cực kỳ tốn kém. Chính vì thế nên Colombo đã đến gọi vốn ở các nước như kiểu là Ý, Anh hay là Pháp. Thế nhưng đem một cái là nước nào cũng từ chối ý tưởng đó của Colombo. Mãi về sau, ông ấy đề xuất với Tây Ban Nha thì nữ hoàng của Tây Ban Nha mới đồng ý bỏ tiền ra đầu tư cho dự án mà Colombo chinh phục châu Mỹ. Cũng kể từ đó thì Tây Ban Nha nó đã trở thành một đế chế bất khả xâm phạm. Nó giàu ú ụ luôn và nó mang quân sang đánh thằng Hà Lan luôn nữa mà. Thằng Hà Lan nó nghiên cứu lại lịch sử thì mới thấy rằng ai chà chà, cái thằng Tây Ban Nha này ấy, nó giàu lên được là do nó biết cho vay ông ạ. Nó cho Colombo vay và nó tin vào tương lai rằng Colombo sẽ mang lại lợi nhuận. Và đúng là như thế thật. Thế là Tây Ban Nha nó đã trở thành một đế chế, nó có lợi nhuận rồi thì nó lại tiếp tục đầu tư vào phát triển khoa học công nghệ và nó lại lang thang lên đường đi tìm kiếm các vùng đất mới khác. Cứ thế nó tạo thành một vòng xoay, nó đầu tư phát triển công nghệ, nó đi xâm chiếm để mang của cải về. Mang về thì nó chỉ ăn một phần thôi, xong rồi phần còn lại nó lại tiếp tục đầu tư vào khoa học công nghệ để nó đi xâm chiếm tiếp. Nó gọi là vòng quay tiền tệ, đầu tư xong rồi có tí lãi lại chỉ ăn một phần, rồi phần còn lại mang đi đầu tư. Cái chữ tín dụng nó cũng từ đó mà ra. Thế nhưng cái việc đầu tư này nó rủi ro ở chỗ đó là có những cái chuyến thám hiểm nó chẳng mang lại lợi lộc gì cả. Có thể là do chìm tàu, hoặc có thể là gặp cướp biển, hoặc có thể là gặp bão, làm cho cái thằng đầu tư nó bị mất trắng. Chính vì thế mà nó mới nghĩ ra ý tưởng đó là nó sẽ xé lẻ ra. Thay vì một thằng rót tiền vào đầu tư thì bây giờ nó sẽ huy động cả 1 triệu thằng cùng rót tiền vào đầu tư. Rủi ro thì được san sẻ mà lợi nhuận thì vẫn vậy mà, đúng không? Và đó cũng chính là lý do mà cái mô hình công ty cổ phần được ra đời. Hà Lan nó hiểu được cái cách làm ăn kinh doanh đó của người Tây Ban Nha, thế nên nó đã đứng ra vay tiền của các nhà tài phiệt trong nước. Nó xây dựng hải cảng Amsterdam, một hải cảng quan trọng nhất châu Âu. Đồng thời thì nó biến Amsterdam thành thánh địa tài chính của châu lục. Ngày đó nó đã nghĩ ra cái mô hình công ty cổ phần rồi mà, thế nên nó nghĩ ra được luôn cái thị trường chứng khoán rồi. Thằng Hà Lan nó gớm mặt một cách kinh khủng khiếp. Nó thành lập lên công ty có tên là VOC, dịch ra tiếng Việt đó là Công ty Đông Ấn Hà Lan. Công ty này thành lập năm 1602 và rót tiền đầu tư vào Indonesia. Mới đầu nó đến Indo với mục tiêu đó là cầm tiền từ cổ đông bên mình đã góp vào rồi, xong bắt đầu là mang sang Indo mua hạt tiêu để đưa lên tàu rồi trở về Hà Lan bán lại ăn chênh lệch, kiểu như anh em mình bán rau ngoài chợ ấy mà. Thế nhưng mà khi bắt tay vào làm thì nó mới thấy được các nhà cầm quyền ở Indonesia rất hay gây khó dễ với nó, đánh thuế các thứ kinh quá. Thế xong rồi các đối thủ ở châu Âu cũng ghẻ nó rất là ác liệt. Chính vì thế mà nó đã phải đầu tư luôn cả một đội quân thiện chiến, có cả đại bác súng ống các thứ ở trên tàu luôn, thích là chiến luôn. Và rồi thì nó đã chiếm được hết cả Indo về tay nó. Mãi về sau đến năm 1800, cái công ty VOC này sụp đổ thì nhà nước Hà Lan mới đứng lên kiểm soát Indo giúp nó. Và đến tận năm 1945 thì Indo mới giành được độc lập. Đó cũng chính là lý do mà tại sao bóng đá Indo bây giờ nó lại mang cái màu Hà Lan nhiều đến như vậy. Đơn giản đó là bởi Indo đã bị Hà Lan đô hộ 350 năm này mất rồi. Nếu nhìn ở góc độ của chữ tín dụng trong câu chuyện vừa rồi thì nó cực kỳ hay. Thế nhưng mà ở đây anh em mình đang nhìn ở góc độ của bóng đá mà thôi thì có thể hiểu được tại sao mà Indo nó lại nhập tịch nhiều thằng Hà Lan về đá như vậy, chứ lại không phải là các cầu thủ ở nước khác. Lục lại lịch sử bóng đá một chút nữa thì Indo nó chính là đội bóng đầu tiên của châu Á. Đội bóng đầu tiên của châu Á nhá, châu Á luôn. Đội bóng đầu tiên của châu Á có mặt ở vòng chung kết năm 1938. Nhật với Hàn lúc đó chắc còn đang đi cởi chuồng đá bóng, thì chúng nó đã đi đá World Cup bố nó rồi. Thì phải biết là Indo nó ghê gớm như thế nào.
Thế nhưng mà hồi đó là nó tham dự với cái tên đó là lãnh thổ của Đông Ấn. Và một cái tin nữa có thể còn sốc hơn với rất nhiều anh em fan của Arsenal cũng như fan của Manchester United, đó là Robin Van Persie, tiền đạo lừng danh này có ông nội là người gốc Indo. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cầu thủ đẳng cấp khác ở đội tuyển Hà Lan có nguồn gốc từ Indo. Chính vì thế nên không thể chủ quan với cái chiến lược nhập tịch của bọn Indo này được. Xét về ưu và nhược điểm thì không ai có thể nói trước được cái cách phát triển bóng đá bằng nhập tịch này của Indo nó sẽ có những ưu nhược điểm nào. Thế nhưng mà rõ ràng về mặt lý thuyết thì Indo nó đang cho thấy cái mối đe dọa rất lớn với những đội bóng ở Đông Nam Á. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indo bây giờ nó còn từng là chủ tịch của câu lạc bộ Inter Milan năm 2013 đấy. Thế nên là không thể gào đùa với thằng cha đó được. Nhiệm kỳ của nó là từ 2023 tới 2027. Nó cam kết đưa Indo vào top 100 FIFA. Thế nên nó đang rất máu với cái chiến lược nhập tịch này. Chính vì thế nên trận đấu lượt đi này của đội tuyển Việt Nam sẽ cực kỳ là khó khăn. Thậm chí là cả trận lượt về cũng vậy luôn. Đây có lẽ cũng chính là lý do mà rất nhiều anh em đang phải cân nhắc xem có nên ra sân Mỹ Đình để xem trận lượt về hay không. Thời tiết thì nó tẩm thế này, thế xong rồi phong độ của đội lại đang kém nữa. Bỏ mấy triệu ra mua cặp vé ngồi xem ở sân Mỹ Đình, xong rồi lại thua té tua lên thì thôi nhục lắm mọi người. Thà cái tiền đó đến Iris sắm nội thất, ở nhà bật tivi của bên PRBS.vn lên xem thì nó lại còn sướng hơn đấy chứ, đúng không? Cái gì cơ? Cái bên nội thất Iris có sâu zoom không ạ? Uể giải, tất nhiên là quá chứ. 13 dịch vọng hậu Cầu Giấy Hà Nội sếp ơi. Bên đó nhá, họ còn may đo nội thất theo yêu cầu, hỗ trợ kiến trúc sư lên 3D cho khách luôn. Anh em cứ đến showroom của Iris, sờ tận tay cho chắc cốp rồi hãng xuống tiền. Thông tin về bên nội thất cao cấp Iris em để ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.